Xin chào toàn thể quý anh chị các bạn, chào mừng quý anh chị các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Kiên. Hôm nay mình sẽ cho phép được giới thiệu đến các bạn cái bút đo độ mặn cũng như là pH điện dẫn cũng như là tầm chất rắn hòa tan. Nó tích hợp đa chỉ tiêu trong cái model này của con đo model 7200. Sản phẩm này được nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại công ty hữu hạn Thăng Kiên. Đó, để đóng gói trong cái vali như thế này để chúng ta có thể di chuyển đi hiện trường hoặc là đo kiểm tra các cái nguồn nước cũng như là đầu vào cho các cái nước tưới hoặc là cho cái ngành thủy sản của chúng ta. Rồi, bên trong đây là cái bút đo độ mặn của chúng ta, con đo 7021 7200. Đó, thì với dạng bút thì nó sẽ cho chúng ta thấy được là cái đầu điện cực nó sẽ nằm ở đây. Thì đây nó sẽ gắn sẵn cái đầu điện cực pH, và khi chúng ta đo các cái đồ điện dẫn hay là điện cực độ mặn thì chúng ta sẽ thay thế cái đầu điện cực này vô. Tức là chúng ta có nhiều cái giải pháp trong một cái thiết bị để chúng ta có thể luân chuyển và có thể thay thế, thì mức giá nó chỉ nhỉnh hơn những cái sản phẩm khác thôi, nhưng chúng ta tiết kiệm được cái phương pháp đo pH nữa. Rồi, kèm theo đấy là những cái dung dịch chuẩn như pH thì nó sẽ có dung dịch là 4 và 7, cùng kèm theo đấy là dung dịch đo độ điện dẫn 1413 để chúng ta có thể check và kiểm tra cũng như là độ chuẩn lại cái sản phẩm này. Cái combo này nó đóng gói nguyên như thế này, nên đấy là một cái dây để chúng ta có thể đeo móc vào tay, nó rất là tiện. Cũng như là cái lục giác, chúng ta có thể kết nối pin trên này, nó có lục giác, chúng ta sẽ kết nối pin vào đây. Rồi, ở cái con đo 7002 này nó sẽ đi kèm một cái giấy chứng nhận chính hãng như thế này, nó có kèm số series cũng như là các cái giấy test của hãng nằm ở đây. Còn trong này là cái thang đo cũng như là cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, nó sử dụng rất là đơn giản. Cái thang đo của nó ở đây, thang đo pH là từ 2, âm 2 đến 16, thì nó tương đương với những cái máy đo độ bàn. Và size số của nó là cộng trừ 0.01 trên 1 digit là cái bước nhảy của cái sản phẩm này. Và cái đo ORB thì nó là từ âm 1000 đến 1000, còn nhiệt độ là từ 0 đến 90 độ C. Đó, 0 đến 90 độ C chúng ta có thể kiểm tra trong cái thực phẩm được rồi. Rồi ở cái thang đo tổng chất rắn hòa tan là từ 0 đến 1300 ppm và 1.30 đến 13. ppt. Và cái thang đo độ mặn là từ 0 đến 1000 ppm. Và cái khi nó chuyển đổi qua PPT thì là từ thang 1 đến 12 PPT. Tức là những cái sản phẩm này nó phù hợp chúng ta kiểm tra nhanh các cái nguồn nước đầu vào cũng như là cái nguồn nước xâm nhập mặn, thì nó sẽ ngang nhau với các dòng bút, nó chỉ là 1 đến 12 thôi. Rồi, nhiệt độ của nó hoạt động nó từ 0 đến 50 độ C, tức là có thể sử dụng ngoài hiện trường hoặc là những đâu mà chúng ta muốn. Rồi, sản phẩm này thì có sẵn tại công ty thiết bị khoa học Thăng Kiên. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này thì vui lòng truy cập website máy đo thí nghiệm .com.vn hoặc là khangkien.com.vn, chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp đến quý anh chị các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cái video hướng dẫn sử dụng cái thiết bị này.